Tiền không giúp hạnh phúc, nhưng nhiều việc có tiền mới gánh vác nổi. Các bạn hãy cùng mình xem nhé. Cha nhập viện, thay vì hỏi có phương án nào chữa trị đỡ tốn kém hơn không, bạn có thể nói họ kê cho ông đơn thuốc tốt nhất. Mẹ đi chợ, thay vì cân đo đong đếm mua miếng thịt nào, bạn có thể nói mẹ cứ mua bất cứ thứ gì người thích. Bạn thất tình, thay vì ngồi một góc và gặm nhắm nỗi buồn, bạn có thể ra phố mua sắm thỏa thích. Đứa bạn thân nhất gặp nạn, bạn có thể nói nó cần gì bạn có thể giúp, kể cả việc tiền bạc. Bạn có thể yêu ai bạn muốn và đảm bảo người ấy có được cuộc sống đầy đủ. Còn bạn đến tuổi đi học, bạn có thể thoải mái chọn môi trường học tập tốt nhất. Bạn có quyền nói không, có quyền kiểm soát vận mệnh của mình, chứ không phải nhìn thái độ của ai mà sống.